trần gian à, sao vẫn còn lờ. Nếu không à, giam hầu mẫu thì cô còn cơ, cô còn hành, cô sẽ hành cho đêm nặng hơn ngày, không ăn không ngủ cứ đứng ngồi ngẩn ngơ cho nóng lòng à, như thể cái lửa hơ. Đêm à, nằm giấc mộng toàn nằm mà mơ đi lên đồng. Nhiều đêm mà nằm mà thấy chiêm bao, các ghế nó nhiều đêm mà nằm mà thấy chiêm bao. Có bóng ông lớn hỏi tại sao vẫn chưa mới lên hầu. Cô giận người nào khi nghèo khó thì đến kêu cầu, đến mà khi nó khấm khá nó lắc đầu làm ngơ. Ai muốn làm ngơ cứ để cho làm ngơ, đến khi năm sung mà tháng hạ lúc bấy giờ mới biết thân. Ngày hôm nay à, có dạy người chân gắng à, tu tâm à, tích đức thì chữ vàng cô phê. Ai muốn tĩnh tâm thì tìm về với Phật thánh, bao nhiêu tuổi buồn nhẹ gánh xiết bao thì đừng nên tranh chấp thấp cao. Trần gian nói mỗi người thì một ý thì biết thế nào cho hay. Tiên cô về đây ngự trên mây trên gió, những người trần gian cô đã tỏ trắng đen thì đừng bao giờ khoe là trăng sáng hơn đèn, vì cũng có lúc phải cần đèn hơn ánh trăng. Trần gian à, người trần gian à, nó nhẫn nhục vô minh, thân à, tâm nó bất lạc nên bệnh tình nó mới không à, xong. Hai vợ chồng rủ nhau đi xem bói, xem bói ông thầy cô cho nói cũng rất là hay. Vừa đặt tiền cô mấy của cho mấy lời, phải về nhà mà sắm lấy một người hình nhân mà làm lễ tiến căn bệnh tạm cho là khỏi. Nếu bệnh khỏi rồi là bắt đội lô nhang, rồi ra trình đồng tiến lễ sơn trang, rồi dâng văn cô mà hầu hạ. Vậy cô thương cho hết lòng.